bốn huyệt đạo chấm dứt tình trạng viêm bàng quang. Xin kính chào quý cô bác anh chị trên kênh sức khỏe đời sống HIT3. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu cho các cô bác cách bấm huyệt, xoa bóp chữa viêm bàng quang tại nhà để cải thiện triệu chứng và hỗ trợ điều trị bệnh, rất đơn giản và an toàn. Xin mời các cô bác vào nội dung dung chi tiết nhé. Thứ nhất, tác động vào huyệt Tam âm giao huyệt tam âm dao nằm ở phía trong cẳng chân, đo từ đỉnh mắt cá trong lên ba thốn là vị trí của huyệt. Sau đó, các cô bác đặt tay lên vị trí huyệt tam âm Giao, sử dụng bốn ngón tay còn lại ôm chọn lấy cổ chân, rồi dùng ngón tay ấn huyệt theo hướng kim đồng hồ chạy trong thời gian 3 đến 5 phút. Theo y học phương Đông, huyệt tam âm Giao có công dụng khử phong thấp kinh lạc, thông khí, thải độc, khí hư, sơ can, ích thận, dưỡng âm ngoài già còn có tác dụng sơ tiết hạ tiêu nên có thể giúp điều tiết hoạt động của bàng quang, điều trị các bệnh lý về đường tiết niệu như tiểu buốt, tiểu dắt, chữa các bệnh đường sinh dục, chứng mất ngủ xuất phát ở âm huyết. Mọi nguyên nhân khiến âm huyết hao tổn đều có thể gây ra mất ngủ hoặc rối loạn mất ngủ. Do vậy, những cô bác nào mắc chứng mất ngủ cũng có thể thường xuyên bấm huyệt tam âm rào, sẽ thấy tình trạng giàn cải thiện đáng kể. Nhờ những đặc tính này mà huyệt được đánh giá cao trong chữa bệnh và dưỡng sinh. Thứ hai, tác động vào huyệt Đại Lăng. Huyệt Đại Lăng là một trong những huyệt quan trọng có nhiều tác dụng và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, huyệt này nằm ở mặt trong cổ tay, tại khe giữa gân cơ tay bé và cơ gan tay lớn. Các cô bác dùng ngón tay cái của bàn tay bấm huyệt trong khoảng thời gian 3 đến 5 phút. Bấm huyệt Đại Lăng có công dụng thanh tâm, định thần, lương huyết, giúp các cô bác thoải mái và ngủ ngon hơn. Từ đó, nhanh chóng giải phóng những áp lực tiêu cực trong cuộc sống, giảm tức giận, cáu giận, cân bằng cảm xúc những cô bác nào làm trong môi trường văn phòng, áp lực cao. Ngoài ra, huyệt còn có tác dụng để hạ sống, chữa cả mạo, giảm nhiệt trong cơ thể, phòng tránh co giật do sốt cao. Thứ ba, tác động vào huyệt quan nguyên. Huyệt quan nguyên nằm tại vị trí dưới rốn ba đốt ngón tay, là huyệt thuộc tiểu trường, hội của mạch nhâm với ba kinh âm ở chân. Sau đó, các cô bác dùng ngón tay cái dây và bấm vào huyệt quan nguyên trong thời gian 3 phút theo chiều kim đồng hồ. Ấn huyệt này giúp bổ thận, hỗ trợ khí hóa của bảng quang diễn ra thuận lợi. Đây là huyệt điều trị tốt các chứng bệnh tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần trong ngày. Ngoài ra, massage lên huyệt đạo này giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khí huyết, thông kinh hoạt lạc, điều hòa khí huyết, bổ hư ích tổn. Hơn nữa, kích thích huyệt này còn chủ trị nhiều bệnh do hư tổn nguyên khí như mệt mỏi, sợ lạnh, trúng gió và điều trị một số bệnh nam. Điều trị một số bệnh lý khác như triệu chứng đau bụng dưới, đau chảy tiểu bút, tăng sức đề kháng cho cơ thể, bồi bổ, bồ, chủ trị chứng hư tổn, cải thiện tình trạng suy nhược, giúp hoạt động của cơ tim ổn định hơn. Thứ tư, tác động vào huyệt thủy đạo. Xác định huyệt thủy đạo chỉ cần từ huyệt quan nguyên đo sang hai đốt ngón tay sẽ là huyệt thủy đạo. Các cô bác hãy dùng ngón tay dây và ấn với lực vừa phải theo kim đồng hồ. Có thể tác động hai bên cùng một lúc. Huyệt thủy đạo có tác dụng lợi bàng quang, thanh thấp nhiệt, chuyên chủ trị viêm bàng quang, bí tiểu phù nề. Xoa bóp bấm huyệt là một trong biện pháp áp dụng khá đơn giản và an toàn, tuy nhiên các bước thực hiện cần đảm bảo đúng cách mới có thể đem lại hiệu quả và đảm bảo an toàn. Các cô bác khi thực hiện bấm huyệt chữa viêm bảng quang cần chú ý một số vấn đề sau, trước khi thực hiện xoa bóp bấm huyệt, các cô bác cần cắt bỏ móng tay và rửa sạch tay. Khi bấm chú ý giữ thẳng ngón tay khi bấm huyệt để có được kết quả tốt. Đối với phụ nữ mang thai không được áp dụng xoa bóp bấm huyệt để điều trị viêm bàng quang. Mỗi ngày các bác nên bấm huyệt hai lần. Thời điểm thích hợp thực hiện xoa bóp bấm huyệt vào buổi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ. Có một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Hạn chế ăn mặn, bổ sung hàng ngày nước trái cây tươi để tăng cường sức đề kháng. Hạn chế dung nạp thực phẩm gây kích thức bàng quang như đồ chua, đồ cay nóng, cà phê, tránh hoàn toàn với rượu bia thuốc lá, những đồ uống có cồn sẽ khiến cho các cô bác xuất hiện triệu chứng nặng hơn, tiểu khó hơn. Những người thường xuyên sử dụng những thức uống này khi bị viêm bàng quang có thể làm tăng nguy cơ phát triển thành ung thư bàng quang cao hơn. Chú ý không được nhịn tiểu để tránh viêm bàng quang và nên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để tăng cao sức khỏe các cô bác nhé. Nếu quý cô bác anh chị cảm thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ekip chúng tôi thêm nhiều video bổ ích khác nữa nhé. Xin kính chào và hẹn lại quý cô bác anh chị trong các video tiếp theo.